Thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình chia cắt là sức cản cho những địa bàn vùng sâu vùng xa khó phát triển kinh tế xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ra đời đã tạo động lực cho nhiều địa phương miền núi phát triển, đặc biệt là tại các vùng chiến khu xưa. Phóng sự được thực hiện tại căn cứ Nước Là, mật khu của Liên khu ủy và Ban quân sự khu 5 trong những ngày đầu đánh Mỹ. Được công nhận di tích lịch sử quốc gia vào năm 2008, căn cứ Liên khu ủy và Ban quân sự khu 5 nằm trên địa bàn xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trong những năm tháng chiến tranh cũng như những ngày đầu thống nhất đất nước, phần do giao thông cách trở, phần do khí hậu quá khắc nghiệt, cộng thêm đặc thù riêng của đồng bào Ca Dông và Xê Đăng là định cư treo leo trên sườn núi, nên đời sống luôn đối mặt với muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến từng làng bản, từ quy hoạch sắp xếp lại dân cư, đầu tư hạ tầng cơ sở, mọi chuyện đã thực sự đổi thay. Đến thời điểm hiện tại, thì xã Trà Mai đã đạt được 19 trên 19 tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới trong tháng 6 năm 2020 theo cái lộ trình đề ra. Và đây là một cái điểm nhấn, một cái dấu mốc quan trọng để cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trà Mai hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian sắp tới. Nóc Tắc Chươm của đồng bào Ca Dông, đây là một trong những mật khu của Ban quân sự khu 5 trước đây. Bao khó khăn, thiếu thốn giờ đã lùi xa, thay vào đó là trường lớp khang trang, điện, đường, nước sạch đã đến với từng hộ dân. Rất thân thiện và rất sướng cho anh em bà con, cho cháu của con cháu mình sau này. Bởi vì trường học và cái đường xe nữa đi thì thuận tiện. Cùng với Nóc Tắc Chươm, hiện toàn xã Trà Mai đã có 6 khu dân cư được quy hoạch đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều làng bản được đầu tư để khai thác du lịch cộng đồng cũng đã hình thành và đang từng bước phát huy hiệu quả. Nó ấm đã thực sự tìm về với vùng đất anh dũng này. Đây là Nóc Tắc Lang, một trong những mật khu của Liên khu ủy khu 5 trước đây. Và những năm trước đây thì muốn lên được nóc này, người dân phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường. Vậy nên đời sống của người dân ở đây rất khó khăn. Tuy nhiên từ khi có định hướng phát triển nông thôn mới, được đầu tư điện đường trường trạm, thì đời sống của đồng bào ở mật khu này đã thực sự đổi thay. Với định hướng quy hoạch liên kết vùng để khai thác loại hình du lịch lịch sử tại các địa chỉ đỏ là các làng kháng chiến, tứ giác Liên khu ủy khu 5 bao gồm di tích lịch sử quốc gia Nước Oa, Nước Là của Quảng Nam, Ngục Tố Hữu, mật khu Măng Ri ở Kon Tum sẽ mở ra một hướng phát triển mới cho vùng kháng chiến này. Quốc lộ 40B nối hai huyện Nam Bắc Trà My với các tỉnh Tây Nguyên cũng giúp Trà Mai phá được thế bế tắc về giao thông. Đời sống của đồng bào Ca Dông và Xê Đăng trên vùng quê hương cách mạng này đang từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.